Cái gì con dê có hai, con mèo có ba, con trâu có bốn? Câu này làm lay động Bình Lý đó. Con dê có hai. Con dê có hai. Con mèo có ba. Con mèo có ba. Con trâu có bốn. Cái chữ, cái tên. Đúng rồi. Hay quá vậy. Giỏi vậy. Vion phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên. Ôi em ơi, chị tin em giỏi lắm. Sao chị tin em? Chị mới gặp em lần đầu mà chị đã tin em. Ấy sao niềm tin vội vàng thế? Em là chị cảm thấy là em đặt được 10 câu dư sức. Ôi, càng áp lực rồi. Thôi thì để gọi là cuộc chơi nó vui ấy thì mình đọc trước đi rồi chơi. 2 phút dành cho Oginus, bắt đầu. Đây là câu đối chữ ha. Cánh gì rất rộng lớn nhưng không dùng để bay? À, cánh đồng. Lên. Chứ phải là khi đi thi học sinh thích ăn đậu gì? Em liệt kê nhé. Đậu, đậu môn. Đậu, đậu môn là đậu gì? Thi đậu, chung một thôi. Người miền Nam ta gọi là thi mà được là gọi là đậu. Đỗ. Thì đậu gì? Đậu đỗ. Chị Ri vỗ tay liền luôn. Sao chị vỗ tay liền vậy? Đậu đỗ, đậu xanh đấy. Lên. Câu này đối chữ dễ vô cùng. Lu gì không dùng để đựng nước? Lu mờ. Lên. Chợ nổi nào có tên một bộ phận cơ thể? Chợ cái răng. Lên. Trời ơi. Động vật nào có khả năng dùng cái lưỡi của mình để gãi cái mũi của mình? Con gì? Con này ở trong sở thú có. Dạ. Yeah. Trong tự nhiên cũng có. Hay là xuống đi tôi chỉ cho. Hồi hộp rồi chứ gì. Hồi hộp rồi chứ gì. Con gì? Con khỉ. Con chính xác. Con hươu cao cổ. Quá dễ. Đây là câu đối chữ. Chị Harry mệt mệt rồi. Chị Harry mệt mệt rồi. Ôi vàng ơi. Thang gì mà người ta không dùng để trèo? Đối chữ. Thang ván. Thang, thang chứ phải là thang. Thang à? Thang. Không dùng để trèo ạ. Vâng. Chắc chị bị sốt rồi, chị còn phải uống thuốc. Thôi em trả lời rồi. Thang hàng. Thang hàng rồi, thang thuốc nhé. À, thang thuốc vâng ạ. Rồi. Cái gì con dê có hai, con mèo có ba, con trâu có bốn? Câu này làm lay động Bình Lý đó. Con dê có hai. Con dê có hai. Con mèo có ba. Con mèo có ba. Con trâu có bốn. Cái chữ, cái tên. Đúng rồi. Hay quá vậy. Giỏi vậy. Trời, sao nghĩ được liền vậy? Ủa sao hay vậy? Thông minh, thông minh. Thông minh nhưng mà vẫn thua đó. Hai địa điểm nào còn thiếu trong câu sau? Coi cọp xuống chấm chấm, ăn ve lên chấm chấm. Đây là hai cái địa điểm. Ui không biết đâu. Coi cọp xuống chấm chấm. Em chắc không biết đâu. À. Không biết, 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 biết con này thua. Sao chị rệu rã vậy ạ? Coi cọp xuống núi, ăn ve lên rừng. Không, chính xác. Coi cọp xuống thì nhà, ăn ve lên ông tố.